cái sản phẩm chúng em sẽ test cho các bạn em nghe và công bố luôn các bạn em cái thông số kỹ thuật các bạn nhé. Chúng ta sẽ nghe cả khi mà nó phối ghép với cái bộ dàn cao kê và nghe khi mà nó nghe độc lập một mình nó sẽ như nào. Anh em nhớ đeo tai nghe để cảm nhận nhé. Rồi. Và tiếp theo đó là một siêu phẩm của những dòng bass 40, đó là S1500, và đánh cực mạnh mẽ. Có lẽ do cái tiếng trầm đánh quá mạnh cho nên là chúng ta sẽ có cảm giác tiếng nó sẽ tức cực. Đây là một trong những dòng súp có thể nói là một súp bass 40 có công suất mạnh nhất thời điểm hiện tại với mức giá rất yêu thương, chỉ có 5.500.000 đồng các bạn nhé, không có đối thủ trong tầm giá hơn. Bây giờ em sẽ tắt cái loa chính đi. Rồi giờ em lại tắt cái loa trầm thì các bạn anh em cùng nghe thử này. Địa chỉ của chúng em tại 107 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội, và một em sẽ ship hàng toàn quốc. Giá thì đã báo cho cụ thể từng loại rồi các bạn nhé. Và cảm ơn các bạn và anh em đã yêu thương ủng hộ Hoàng Long, và tiếp tục
trong thời gian tới. Các bác anh em ai mà chưa like thì bấm like, ai mà chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh và bấm thêm nút chuông nữa, và có thể chia sẻ cho anh em bạn bè người thân để giúp Hoàng Long chúng em lan tỏa sâu và rộng hơn thương hiệu Hoàng Long, và cũng như khi mà em chúng em đạt nước bạc thì chúng em sẽ có cái chương trình tri ân rất đặc biệt dành cho các bác và anh em nhé.